Và Sơn xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về cách sử dụng máy đo huyết áp của hãng Myrolife dòng đơn giản B2 Basic ha. Cái dòng B2 tức là cái dòng đời mới của 2021 2022. Còn cái dòng A là trước đó nữa. Rồi, cái dòng model đơn giản này thì ngoài chức năng đo huyết áp nè, đếm nhịp tim thì nó còn có thêm chức năng BAD. BAD tức là cảnh báo sớm tim bị loạn nhịp. Thì cái model mới này nó sẽ có chức năng là cảnh báo được tim đập loạn nhịp cả nhà ha. Đó, và thêm những cái tính năng nữa giống như là bộ nhớ được 30 lần và vòng quấn báo cảnh báo đúng tư thế. Ví dụ giống như khi mà đeo vòng quấn sai, nó sẽ báo ra kết quả đó, có thể nghi ngờ mình nên đo lại cả nhà ha. Rồi bây giờ mình khui máy này nghe. Máy này thì bảo hành 5 năm chính hãng. Cả nhà mình chú ý cái này nha. Tại nếu mình mua đúng chính hãng á, mình sẽ được bảo hành 5 năm về máy và 2 năm về vòng quấn. Tại vì nếu mà lỗi mà do máy, do nhà sản xuất á, họ sẽ đổi máy mới cho mình luôn, chứ không có sửa ha. Và cái máy này giá là 1.120.000. Thì cái dòng này đơn giản là chỉ đo huyết áp, đếm nhịp tim, bộ nhớ và có ngày về nhớ được 30 lần cả nhà ha. Rồi bây giờ mình cùng khui máy nha. Và bên cạnh đó thì Myrolife còn có nhiều dòng cao cấp hơn. Còn Sơn có hướng dẫn cả nhà mình cách lựa chọn rồi. Nếu cả nhà mình cần thì có thể xem thêm hoặc là gọi điện trực tiếp cho Hoàng Sơn để được tư vấn. Số điện thoại trong cái tiêu đề của video này. Rồi bây giờ mình khui máy. Tại vì những dòng cao cấp hơn á, nó mắc hơn một chút nhưng mà nó sẽ có thêm nhiều tính năng rất là hay. Ví dụ cảnh báo đột quỵ để mình biết sớm, mình phòng ngừa ha. Rồi mình sẽ có một cái túi xách như thế này, một cái thân máy, dòng quấn và pin. Đây. Bên trong thì mình sẽ có hướng dẫn tiếng Việt và phiếu bảo hành bên trong hộp cả nhà ha. Hôm nay Hoàng Sơn sẽ hướng dẫn cả nhà cách sử dụng đơn giản. Rồi mình kiểm tra máy như thế này. Thì trên máy mình sẽ có ngày giờ bên trên, huyết áp tâm thu, huyết áp tim trương và nhịp tim, và vòng cảnh báo là vòng quấn đúng tư thế hay không. Bên cạnh đó còn có là cảnh báo tim đập loạn nhịp nữa. Rồi ở đây là nút tắt mã nguồn, đồng hồ để cài đặt ngày giờ và bộ nhớ để mình có thể xem lại. Một bên là cấm vòng quấn ha, bên còn lại là một cái chỗ để mình có thể cấm cái cục nguồn adapter 6V DC. Thì sau này cả nhà có mua thì mình mua cái cục nguồn chính hãng nha, còn cái cục nguồn Trung Quốc á, cấm vào không chính hãng nó có 20.000 á, sẽ dễ làm hư máy và hãng thì không có bảo hành cái loại đó. Cả nhà chú ý nghe. Rồi bây giờ mình sẽ mở vòng quấn ra và mình cắm vào đây. Trước tiên á, mình sẽ gắn pin vào và mình cài đặt ngày giờ. Tại vì những dòng máy như thế này thì mình sẽ cài đặt ngày giờ cho nó. Rồi Hoàng Sơn sẽ mở cái nắp pin ra phía sau. Rồi mình có pin thử ở đây. Sau này thì cả nhà chú ý ha, mình mua pin tốt để không bị chảy pin hư máy. Hoàng Sơn luôn nhắc cả nhà. Còn nếu mà mình không có mua được pin tốt thì mình mua pin thường thì mình kiểm tra thường xuyên, ví dụ 1-2 tháng mình không xài thì mình nên lấy pin ra, chứ để trong đây chảy pin hư máy thì rất là tiếc. Rồi mình gắn vào đơn giản cả nhà ha. Bây giờ mình sẽ lột cái màn hình ra nha. Đây mình lột cái màn hình ra để thử. Rồi đầu tiên là mình khi bỏ pin vào thì màn hình sẽ chớp chớp như thế này. Còn nếu mà màn hình không chớp á, thì mình sẽ bấm giữ cái nút đồng hồ này khoảng tầm 3 đến 5 giây nó sẽ chớp. Rồi bây giờ mình sẽ bấm tăng nha. 2022 mình cứ bấm M là tăng tăng tăng, hoặc là đè giữ luôn thì nó sẽ tăng rất là nhanh. Sau đó nếu mà mình lỡ mình lố thì nó sẽ xoay dòng 2050 thì sẽ xoay ngược lại 2020 ha. Mình bấm lên 22. Rồi mình bấm vào đồng hồ đấy, thì nó sẽ nhảy qua. Cái này là tháng trước nha. Ví dụ Hoàng Sơn bấm giữ là nó chạy lên đó, tới 12 phải nhảy qua 1, 2, tức là cái tháng thì có 12 tháng thôi, là tháng trước. Rồi sau đó là sẽ là ngày, mình bấm giữ ví dụ ngày 20 đó, mình bấm lên ngày 20. Rồi và tiếp theo là mình bấm cái nữa sẽ chuyển qua giờ, và bấm cái nữa sẽ chuyển sang phút. Cứ bấm lỡ lố thì bấm nó sẽ xì dòng lại. Cả nhà thấy nhớ có hai nút này ha, rất là đơn giản. Khi xài xong mình bấm đồng hồ cái nữa là coi như nó thoát ra đó, là đồng hồ đã hoạt động. Rồi trước khi đo thì mình ngồi nghỉ khoảng tầm 50 phút khi mình đang ở ngoài đường vào hoặc là mình đang lao động gì đó, mình nghỉ để cho sức khỏe mình nó bình thường xuống.
để mình đo, mình mới nắm được cái kết quả đó được chính xác về sức khỏe mình nha. Chứ bình thường mình đang mệt mình đo vẫn ra kết quả, nhưng mà nó không có biết được cái mức độ chính xác về huyết áp bình thường của mình như thế nào. Nếu mà mình đo thì ngồi nghỉ 50 phút nè, hoặc là mình giả sử mình đang theo dõi bệnh đó, thì mình, trong một ngày mình có thể đo bất cứ lúc nào cũng được để mình có thể theo dõi và uống thuốc. Còn nếu mà để theo dõi cái sức khỏe thường xuyên định kỳ á thì mình nên đo cùng thời điểm trong ngày nha. Ví dụ hôm nay buổi sáng đo thì ngày mai cũng buổi sáng, ngày mốt cũng buổi sáng. Còn hôm nay đo buổi trưa thì mốt ngày kia cũng vậy, để mình mới xem được cái mức huyết áp mình nó trong tháng nó ổn hay không. Rồi, bây giờ mình sẽ đeo vòng quấn vào nha. Đó, cọng dây thì nó nằm ở phía ngoài. Đó, mình nắm vào cái chỗ màu vàng này nè, mình banh cái vòng quấn ra. Mình đeo bên tay trái nha. Vì tay trái nó gần tim. Độ tin cậy cao hơn, chính xác cao hơn. Và cách cái chỗ lật lên lật xuống này nè khoảng 1 đến 2 cm. Rồi cọng dây nằm giữa tay ha, tương đối không cần chính xác gì lắm đâu. Đó, mình quấn vừa khít thôi chứ không cần siết chặt nữa. Mình quấn vừa khít thì chút xíu nữa máy sẽ bơm lên. Rồi cả nhà thấy. Đó, mình thấy mà mình thọt hai ngón tay vô mình cầm được là được rồi. Đừng quá lỏng mà đừng quá chặt, vừa phải thôi. Rồi ha. Rồi mình sẽ để máy lại và mình bấm nút đo. Khi đo thì mình ngồi thoải mái giống như mình ngồi làm việc hoặc là ngồi trên cái bàn ăn như thế này nè. Đây là cọng nghề mới nên đo khá là nhanh và tiết kiệm pin. Khi đo mình không nói chuyện nè. Rồi, đã ra kết quả rồi cả nhà ha. Bây giờ mình sẽ tháo cái vòng quấn và mình sẽ xem kết quả nha. Tại vì bên trong hộp sẽ có một cái bảng đi theo về giá trị của huyết áp, tiểu đường, tim mạch của mình. Trong đây mình có thể đọc thêm rất là nhiều thông tin trong đây. Đó. Đây là bảng huyết áp nè. Đó, cả nhà mình có thể tham khảo. 121, mình sẽ tra vào bảng huyết áp tâm thu. Huyết áp tâm thu là huyết áp tối đa đó. Còn 80 là con số nhỏ ở giữa này nè, mình tra vào huyết áp tối thiểu là huyết áp tâm trương khi tim phình to ra. 120 và 80. 121 nè, nằm chỗ này. 80 nằm chỗ này là huyết áp mình bình thường. Rồi cả nhà mình thấy cái mũi tên nó chỉ ngang ngay chỗ này. Đó là bình thường, còn cao thì nó sẽ trên đây ha. Đó, cả nhà thấy không? Vòng quấn nè, cái vòng quấn là đúng tư thế nè. Hai con số huyết áp và nhịp tim. Trên đây là ngày giờ. Rồi giả sử bây giờ mình tắt máy hoặc không tắt thì 30 giây máy tự tắt. Rồi mình bấm vào bộ nhớ nè để mình xem lại. Thì khi bấm vào nhớ thì nó sẽ ra kết quả trung bình của mình. Sau đó mình sẽ bấm tiếp một cái thì nó sẽ hiện số 1 lên và ngày giờ. Và bấm tiếp một cái nữa, nếu mà có số 2 thì nó sẽ hiện số 2 lên và ngày giờ. Và nếu mà kết quả của mình 30 lần gần nhất nó hiển thị trong đây, và lần xa nhất lần thứ 31 máy nó tự xóa mấy cái lần xa nhất đi ha, nên cả nhà mình thấy nó tự động hoàn toàn, rất là dễ sử dụng cả nhà ha. Và nếu mà như hết pin thì nó sẽ hiển thị cục pin hết, pin yếu trên đây để cả nhà mình có thể thay pin. Đó. Thì về cái cách kiểm tra sức khỏe như thế nào, máy đo đường huyết hay máy đo trợ thính và cái cách kiểm tra tim mạch mình như thế nào thì Hoàng Sơn có chia sẻ những video riêng. Đây là video đơn giản ngắn gọn để cả nhà mình dễ sử dụng về máy. Rồi cả nhà mình có thắc mắc thêm về các dòng máy khác về chuyên nghiệp hoặc là dòng máy đơn giản du lịch thì mình có thể gọi điện trực tiếp cho Hoàng Sơn hoặc là xem thêm trên kênh Sức khỏe 60 giây và số điện thoại ở bên dưới. Rồi, chúc cả nhà mình nhiều sức khỏe, tạm biệt và hẹn gặp lại.